Chúng tôi, những người thợ bạc cũng như các nghệ nhân tâm huyết với nghề. Cái nghề thợ bạc hiện nay cũng đang dần mai một theo thời gian vì máy móc công nghệ hiện đại đang thay thế sức lực con người. Do kinh tế khó khăn cũng như biến động thị trường, ngành nữ trang vàng bạc cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Nhưng không, áp lực và khó khăn không thể nào đè bẹp được chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm vì miếng cơm manh áo, vì cơm ngày ba bữa, vợ con, vợ bé, vợ lớn, vợ nhỏ nheo nhóc con cái tới trường đi học không cho nó dốt. Nên chúng tôi quyết tâm tạo ra những mẫu mã mới sáng tạo làm đẹp cho cuộc đời mà không cần phải dính tới cái thương hiệu nào mà để bị người ta bắt, người ta xài xẻ. Để mà làm được những điều đang nói gì trên thì chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, những quý vị khán giả đang xem video này. Để làm gì? Để đặt hàng, để có tiền, để sống qua mùa mưa này. Để quá mấy anh chị ơi. Tại vì sao? Tại vì quý anh chị phải thương những người thợ bạc như chúng tôi. Mấy anh chị ra tiệm vàng, tiệm bạc, mấy anh chị mua, mấy anh chị biết chỉ cái món nó đẹp thôi, chứ biết thằng thợ bạc là thằng nào. Bởi vậy người đời có câu làm dấu chăm họ. Quý anh chị chỉ biết những sản phẩm đẹp mấy anh chị đeo thôi. Còn người thợ bạc phải thức trắng đêm uống cạn lon bia này tới lon bia nọ, đưa ra ý tưởng sáng tạo. Để làm chi? Để tạo ra những cái mẫu mã đẹp cho đời và gắn cài kiếm cơm ngày ba bữa. Nói cho hoành tráng vậy thôi. Đặt hàng làm gì làm, ủng hộ đi. Lúc gài mưa ế quá.